Xin kính chào quý vị. Đài Little Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018. Ngày âm lịch là vào ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tuất. Ở cõi âm hoặc là bói dịch xem tuổi người chết vân vân, người ta gọi là ngày Nhâm Tý tháng Quý Hợi. Ngày Nhâm Tý hôm nay tốt cho người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 và tốt cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Và xấu cho người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 và cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Và chúng ta đang vào trong tiếng đồng chí. Kính thưa quý vị, chúng ta có tuyết lập đông thì cách đây chừng độ hơn một tuần và bây giờ chúng ta đang vào cái tiết đồng chí, có nghĩa là mùa lạnh bắt đầu cả tới. Vì thế mà chúng tôi chọn chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về phong thủy trong mùa đông Mậu Tuất năm 2018. Kính thưa quý vị, hàng năm thì chúng ta có đến bắt đầu từ tháng 9, tháng 10 của âm lịch là chúng ta sẽ soạn, chúng ta đón cái thời tiết giá lạnh của mỗi một năm. Và năm nay thì chúng ta là năm Mậu Tuất, chúng ta có cái hành mộc và chúng ta lại có cái can chi nó đóng vào trong cái xin lỗi, nó có cái can mậu đóng vào trong cái tý sửu đó, nó đóng trong tháng 11, tháng 12. Chính vì thế mà chúng tôi tiên đoán rằng là cái thời buốt giá lạnh của năm nay nó chỉ có mức trung bình mà thôi. Nó chỉ có chừng độ một tuần lễ, độ 5 hay 6 ngày rất là lạnh, và sau đó thì suốt mùa mùa đông cái thời tiết nó sẽ có tính cách trung bình và không có giá lạnh như nhiều năm trước. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về phong thủy cho mùa đông Mậu Tuất năm 2018. Thì mùa đông thì chúng ta trước nhất là cần phải bảo vệ đến đến con người, đến cái cơ thể sức khỏe của chúng ta. Thì chúng ta sẽ bàn chi tiết đến vấn đề mà sửa soạn cho cái mùa đông trong phần thứ hai. Và sau đó thì chúng ta phải để ý đến cái nơi ở của mình, căn nhà của mình như thế nào. Và thứ ba là phòng ngừa bệnh tật cho cái mùa đông của năm 2018. Và như thường lệ thì chúng tôi có một cái phần tiên đoán của thời tiết, cũng như là tiên đoán sự sinh hoạt, cuộc sống của con người của chúng ta tại Little Sài Gòn TV cũng như là tại khắp các tiểu bang và toàn thế giới. Thì mùa đông năm nay chúng tôi vừa trình bày là Mậu Tuất thuộc về hành mộc và có triệt đóng ở cái can mậu đóng ở tháng 11 và tháng 12. Chính vì thế chúng ta toàn cõi địa cầu chúng ta sẽ tương đối có một mùa đông trung bình thôi, chứ không có buốt lạnh như những thập niên của năm 1960. Đó là cái thời cực điểm của cái trung vận, của cái thời vận. Cho nên kính thưa quý vị, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một mùa đông tương đối bình lặng và ít lạnh. Và như thế thì thời sự thế giới của chúng ta cũng như tin tức của thế giới thì chúng ta sẽ biết rằng là mọi sự nó sẽ có tương đối bình lặng và nó sẽ không có biến đột chính trị lớn gì, hoặc là nó có những cái vấn đề mà khủng hoảng hoặc là bất ngờ xảy ra, nó có tính cách bình lặng thôi. Còn lại trên đất Mỹ thì chúng ta sẽ thấy đó là những dấu hiệu của sự bất bình và phê phán ông Donald Trump về cái nhân cách của ông trong cái sự quản trị vai trò tổng thống của mình. Và kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi có một cái phần, đó là cái phần giảng giải lá số tử vi. Trong một chương trình chúng tôi đều có phần giảng giải lá số tử vi. Thì kính thưa quý vị có thể gọi vào số line của Đài Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi là 714 893 3264, 714 893 3264 để được dẫn giải lá số tử vi định mệnh của mình một cách đơn giản vì yếu tố của thời gian. Và quý vị có thể gọi vào 714-893-3264. Xin quý vị đừng gọi vào số cell phone của tôi, bởi vì giờ này tôi đã tắt phone và cái số cell phone chỉ hứa hẹn trả lời cho quý vị cũng là định mệnh số mệnh của mình. Nhưng mà chúng tôi nhận những điện thoại từ những ngày bình thường, tức là những buổi chiều tối tại California từ 6 giờ cho đến 12 giờ đêm là đúng là tôi sẽ nhận trả lời điện thoại số tử vi của mình. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái mùa đông là cái mùa mà chúng ta trong một năm
đó là cái mùa rét và gió lạnh. Thế thì nói về con người chúng ta thì trước tiên chúng ta phải nói về quan trọng là chúng ta bảo vệ cái cơ thể thân xác này. Đầu tiên hết là vấn đề ăn uống. Chúng ta phải ăn uống đồ ấm nhiều, ăn uống đồ ấm nhiều. Và mùa đông là cái chất thủy thì chúng ta có thể ăn tương đối mặn hơn so với những cái mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Và mùa đông thì chúng ta cần ăn uống đồ ấm, đồ nóng để giữ cái nhiệt độ cơ thể của mình nó balance với lại cái nhiệt độ sống của cơ thể của mình. Chúng ta giữ để chúng ta giữ maintain cái temperature trong người của mình một cái đều đặn. Đó là về nói về cái cơ thể con người của chúng ta. Và những người lớn tuổi thì chúng ta phải luôn luôn đi đâu cũng phải có cái quần áo ấm để sẵn, cái áo len ấm để sẵn. Đôi khi chúng ta cảm thấy 11, 2 giờ trưa chúng ta cảm thấy là không có nóng, không có lạnh, nhưng mà đến chiều tối thì bỗng dưng chúng ta lạnh, cho nên chúng ta cần đi đâu xa cần phải có cái áo ấm. Và về mùa đông thì chúng ta luôn luôn giữ thân nhiệt của mình nó được ấm, được trung bình, không nên để bị quá lạnh. Đó là cái vấn đề chúng ta cần nói đến. Thứ tư nữa, chúng ta có 4 phần như chúng tôi vừa trình bày, là chúng ta sẽ nói về vấn đề cá nhân, cơ thể, phòng ngủ và cái phong thủy của nhà mình, rồi kế đến chúng ta nói về bệnh tật và cách ngừa bệnh tật trong tôi gọi được là cái phong thủy là như vậy. Kính thưa quý vị, có thể gọi vào số của Đại lý Tôi Sài Gòn TV chúng tôi, đó là số live 714-893-3264, 714-893-3264, đó là số điện thoại được trả lời miễn phí về số mệnh cuộc đời của mình. Tuy nhiên quý vị phải nhớ rằng là để xem được một lá số tử vi, số mệnh đời của mình, thì chúng ta cần phải có cái giờ sanh. Cái giờ sanh là cái yếu tố rất quan trọng cho cái gia phả của cái thân phận số mệnh của mình. Bởi vì trong một ngày thì có thể là cứ tới 24 tiếng, và đó là 12 cái mốc thời gian, và chúng ta sẽ có rất là nhiều người trùng hợp trong cái giờ, cái ngày đó. Nhưng mà mỗi một người nó qua một múi giờ thì cuộc đời, số phận và thân phận nó hoàn toàn nó đổi thay, nó không còn giống như những lần trước nữa. Thì kính thưa quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để biết được số mệnh của mình. Và trong mỗi phần session chúng tôi đều có nửa phần chúng tôi sẽ đi vào cái phần đề tài của chương trình, và sau đó thì chúng tôi sẽ đi vào cái phần dạng giải lao sư tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người vào. Alo. Dạ, chào thầy. Chào bà. Xin cho biết. Thầy làm ơn thầy qua giùm cho thằng trai là sinh ngày 10 tháng 7 84. Ngày 10 tháng 7 năm 84. Xin dạ. Bà cho biết sanh lúc mấy giờ? Xin cho biết sanh lúc mấy giờ? Dạ, 12 giờ 5 phút. 12 giờ 5 phút đêm hay là trưa? Dạ. 12 giờ 5 phút dạ. Đêm hay là 12 giờ 5 phút trưa? Dạ. Đêm ạ. Dạ, trưa. Buổi trưa nó khác. Trưa. Rồi, buổi trưa. 12 giờ 5 phút trưa đêm cho người con trai sanh vào ngày 10 tháng 7 năm 1984. Vào buổi trưa thì mệnh của cháu như sau. Cháu là người rất nhanh nhẹn, tháo vát làm việc nha. Người đây là cái người mà người ta gọi rằng là nhanh nhẹn, tháo vát, chịu khó làm việc, lúc nào cũng muốn xây dựng bảo trợ cái công việc sự nghiệp của mình hết. Nhưng này sẽ gặp một cái khó khăn là lấy người vợ đẹp, tài giỏi, thành công, nhưng mà mình sẽ bị cái khắc chế vô cùng trong cái sự sinh hoạt của mình. Người này sẽ thành công tương đối sớm, mãi cho đến khi vào đến tuổi 37 tuổi thì vấn đề cái kinh tế phát triển nó sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Người này được tiền vận và thất bại ở trung vận, nhưng sau hậu vận sẽ có lại được. Đó là sơ đẳng cái nét số của người này như thế. Đây là người giỏi, tháo vát, thông minh và nhanh nhẹn. Là như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.